Chào các bạn, chúng ta hãy cùng nhau khám phá về đầu in mới chính hãng Canon, những sản phẩm thú vị như Canon IX 6770, Canon IX 6860 và Canon IX 6870. Trong video này, chúng tôi sẽ điểm qua những điểm nổi bật của những sản phẩm này, vì sao chúng là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu in ấn của bạn. Đầu in Canon IX 6770, IX 6860 và IX 6870 được sản xuất và cung cấp bởi chính hãng Canon, đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy. Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo rằng bạn có được những bản in sắc nét và độ bền cao. Canon luôn nổi tiếng với độ bền của sản phẩm, và đầu in Canon IX 6770, IX 6860 và IX 6870 không phải là ngoại lệ. Chúng được thiết kế để hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không cần nhiều bảo trì. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.